Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Vào Bếp. Hôm nay bọn mình sẽ làm cái bánh mousse chanh dây nha mấy bạn. Thì để làm cái bánh mousse chanh dây này thì mình phải chuẩn bị nguyên liệu là có là 5 trái chanh dây nè. Kế đến là mình sẽ cần 200ml whipping. À, 30g đường bột nha mấy bạn, 35g đường cát, 7g creatine này. Rồi đó là về phần nguyên liệu để làm bánh. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái món bánh này nha. Bây giờ mình sẽ chẻ đôi phần chanh dây của mình ra để lấy cái ruột, rồi cái vỏ mình vẫn lấy lại nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái phần vỏ chanh dây lúc nãy mình lấy ra các bạn. Mình sẽ gỡ bỏ cái lớp mỏng mỏng ở trong như thế này nè. Đó. Mình sẽ tận dụng cái vỏ chanh dây này một hồi để mình làm cái khuôn đường bánh của mình luôn. Rồi sau khi mà mình đã lột bỏ hết cái lớp trong của cái vỏ chanh dây rồi đó thì mình sẽ cho vào trong này một chút xíu muối. Rồi mình sẽ đem cái vỏ chanh dây này đi ngâm với nước muối loãng nha. Cái phần creatine ban đầu của mình đó các bạn là 7g thì mình chia nó ra làm hai phần nha. Phần đầu là 2g nè, mình sẽ đem đi ngâm để cho nó mềm ra. Rồi đây là cái phần hạt chanh dây của mình sau khi là mình đã lấy ra từ cái 5 trái chanh của mình đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó vào đây một ít nước thì khoảng chừng là 50ml nước. Rồi sau đó mình sẽ đem cái hỗn hợp chanh dây với nước này của mình nè, đem đi nấu cho nó nóng lên. Mình sẽ lọc bỏ hạt chanh dây này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái hạt chanh dây của mình sau khi đã nấu nóng lên rồi nè, đi qua cái drain này để lọc bỏ hết cái hạt đi. Mình chỉ lấy cái phần nước cốt thôi. Rồi phần nước cốt chanh dây sau khi mình đã lọc bỏ hạt rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây một chút xíu đường. Mình sẽ chia nó ra làm hai phần luôn. Một phần đầu là khoảng chừng 50g. Phần sau đó là khoảng chừng 100g mấy bạn. Rồi phần đầu tiên là 50g nước cốt chanh dây. Mình sẽ cho vào đây 15g đường cộng với cái phần creatine lúc nãy mình ngâm cho nó mềm nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ đánh bông cái chỗ whipping của mình lên. Mình sẽ cho từ từ 30g đường bột lúc nãy vào 200ml whipping này, rồi mình sẽ tiến hành đánh bông tất cả lên. Sau khi mình đánh bông cái chỗ whipping của mình lên rồi nè các bạn, thì mình sẽ cho cái 50g cái nước chanh dây đường với cái creatine của mình vào trong này luôn. Rồi mình sẽ tiến hành trộn bằng tay cho nó đều lên. Hỗn hợp cái hỗn hợp creatine của mình nè các bạn cứ trộn đều cho đến khi nào nó được như thế này là ok rồi nè các bạn. Rồi nha, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp creatine của mình vào cái vỏ chanh dây. Cái vỏ chanh dây của mình đã được lau khô sau khi mình ngâm trong nước muối rồi nha mấy bạn. Đó, mình sẽ cho hết vào trong mấy cái vỏ chanh dây như thế này nè. Sau khi mình đã cho toàn bộ bánh vào trong cái vỏ chanh dây này rồi nè, thì mình sẽ để cái vỏ chanh dây này vào trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng chừng 2 tiếng để cho nó đông lại. Còn bạn nào mà muốn cho nó nhanh hơn thì mình có thể để trên ngăn đá nha mấy bạn. Rồi cái phần creatine còn lại nè các bạn, thì mình sẽ cho vào trong này một ít nước cho nó mềm ra, rồi sau đó mình sẽ đem đi chưng cách thủy cho nó tan ra hết luôn nha.
Rồi tiếp theo là 100g nước cốt chanh dây còn lại các bạn, thì mình sẽ cho vào trong này là 20g đường. Sau đó mình quậy cho nó đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ thêm cái chỗ creatine lúc nãy mình đem đi chưng cách thủy các bạn, cho hết vào trong này luôn. Đây, cho vào. Rồi mình sẽ cho vào trong này tiếp tục là một chút xíu nước, khoảng chừng 30-40ml nước nha mấy bạn. Rồi bây giờ cái phần bánh của mình lúc mà cho vào ngăn mát của tủ lạnh ấy bạn, nó đã đông lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ tạo cái lớp gương bên trên, mình sẽ đổ nhẹ nhàng cái hỗn hợp chanh dây pha đường với creatine của mình lên trên bề mặt. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục để cái chỗ bánh mút của mình vào lại trong ngăn mát tủ lạnh nha bạn, khoảng chừng 1-2 tiếng cho cái chỗ bánh này của mình nó đông lại luôn. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành cái bánh mút chanh dây này rồi nha mấy bạn. Thì khi nào các bạn sử dụng á thì mình sẽ trang trí thêm. Ở đây mình sẽ trang trí thêm mấy cái bông kem như thế này nè, nhìn cho nó đẹp mắt. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy để lại ý kiến bên dưới video nha các bạn. Giúp mình like và share video này cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.